Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 tháng 12, đợt không khí có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2023-2024, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 3 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 16 tháng 12, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, gây mưa nhỏ, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ giảm 8 đến 9 độ C so với ngày trước đó. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở mức 10 đến 14 độ C, đạt ngưỡng rét đậm rét hại. Sang ngày 18-19 có không khí lạnh tăng cường. Ngoài ra, đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây ra mưa vừa mưa to ở miền Trung từ 17 tháng 12 trở đi, miền Bắc cũng có những điểm mưa to. Là cái đợt không khí lạnh này là có đợt có cường độ mạnh, nó sẽ gây ra một cái đợt mưa vừa mưa to ở khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 17 trở đi, và bộ có điểm cái điểm mưa to. Ngoài cái rét cái ở Bắc Bộ, cái mưa ở Trung Bộ, chúng tôi cũng đánh giá là cái đợt không khí lạnh mạnh này sẽ gây ra một cái đợt gió mạnh ở trên khu vực Biển Đông. Và theo cái nhận định thì trong cái ngày 16 có không khí lạnh nữa ảnh hưởng, sau đó khoảng ngày 18-19 thì sẽ có không khí lạnh nó tăng cường, và các tỉnh Bắc Bộ sẽ có khả năng là chuyển sang tình trạng là ít mây về đêm và sáng ở đoạn sau. Với cái tình trạng ít mây về đêm và sáng thì chúng tôi nhận định là khả năng ở khu vực vùng núi cao phía Bắc có khả năng xảy ra cái hiện tượng băng giá và cũng là hiện tượng sương muối. Từ 11 tháng 12 năm 2023 đến 10 tháng 1 năm 2024, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Đặc biệt giai đoạn nửa cuối tháng 12 có thể xảy ra một đợt rét đậm rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nửa đầu tháng 1 năm 2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm rét hại ở khu vực này nhưng không kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhìn chung trong mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, đặc biệt trong những tháng chính đông. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Tình trạng thiếu trang thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang trở thành một vấn đề nhức nhối. Nhiều bệnh viện thiếu những trang thiết bị cấp thiết, ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các bệnh viện mà còn tác động lớn đến quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đơn cử tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, mỗi năm bệnh viện này có hơn 280.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Tuy nhiên, tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư y tế khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn. Thậm chí bệnh viện phải đi thuê một số máy móc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện đang thiếu hơn 200 giường bệnh, thiếu máy nội soi tiêu hóa, máy tán sỏi thận, máy siêu âm màu, hệ thống nội soi gây mê, hệ thống đèn chiếu trong phòng mổ cùng nhiều trang thiết bị y tế khác. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thừa nhận trong hơn 2 năm qua, đơn vị chưa mua sắm được thêm thiết bị mới. Thiếu trang thiết bị y tế, nhiều năm nay, bác sĩ tại bệnh viện này phải tăng ca vào thứ Bảy và Chủ nhật, trong khi lượng bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh là rất đông. Từ ngày 12 tháng 12, Hà Nội triển khai thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại thị xã Sơn Tây. Việc ủy quyền tiếp nhận này không chỉ nhằm giảm tải cho hai địa điểm một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Như vậy, ngoài địa điểm một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, đến nay Hà Nội đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Mỹ Đức, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Trước đó, lượng người dân đến bộ phận một cửa của sở tại số 258 đường Võ Chí Công và số 16 phố Cao Bá Quát làm thủ tục đổi giấy phép lái xe từ chất liệu giấy sang chất liệu nhựa PET đã tăng 50%, khiến nhiều thời điểm xảy ra quá tải. Theo Bộ Công Thương, sức mua hàng dịp Tết năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá. Bộ Công Thương cho biết một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận hiện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong đó giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa chủ động chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dự kiến sức mua năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Ngoài ra, để kích cầu tiêu dùng trong nước, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận Tết.
Trước thông tin hành khách phản ánh về giá vé máy bay nội địa ở mức cao, Cục Hàng không cho biết giá vé tính theo km vẫn thấp hơn khu vực và nhận định mặt bằng giá vé Tết 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023. Cục Hàng không cho biết đã nhận được phản ánh của một số hành khách, mặc dù trong giai đoạn thấp điểm nhưng giá vé máy bay tại hầu hết các đường bay nội địa vẫn ở mức khá cao. Giải thích về việc này, Cục Hàng không cho biết giá vé máy bay hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều giải giá tùy tình hình thị trường, điều kiện vé, thời điểm xuất vé. Hiện tại các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng giá vé máy bay nội địa nằm trong khung giá quy định. Cục Hàng không cho rằng so sánh giá vé máy bay nội địa với các hãng trong khu vực thì mức giá vé tính theo km tại thị trường nội địa Việt Nam vẫn khá thấp so với các nước. Cục Hàng không nhận định mặc dù các hãng hàng không Việt Nam cũng như các hãng hàng không trên thế giới đang phải đối mặt với việc tăng chi phí khai thác do giá nhiên liệu tăng, tỷ giá hối đoái biến động, nhưng dự kiến mặt bằng giá vé Tết năm 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Bamboo Airways vừa cho biết đã ký hợp đồng thuê 2 tàu bay Airbus A320 và A321 để phục vụ cao điểm Tết dương lịch và âm lịch. Hãng hàng không này sẽ khai thác thêm 2 tàu bay Airbus được thuê từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 để nâng đội tàu lên 15 đến 18 chiếc nhằm tập trung củng cố mạng đường bay nội địa. Đây cũng là lần đầu tiên Bamboo Airways bổ sung thêm tàu bay từ khi tái cơ cấu hồi giữa năm nay. Đồng thời, hãng sẽ khai thác thêm các chuyến bay thuê nguyên chuyến quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thời gian qua, Bamboo Airways đã thực hiện việc tái cấu trúc mạng đường bay và đội tàu nhằm giảm chi phí. Trong đó, hãng đã ngừng khai thác đội tàu bay thân rộng Boeing Dreamliner B787 và giảm một lượng lớn máy bay thân hẹp. Theo đại diện của hãng, việc thuê thành công 2 tàu bay và tăng tải phục vụ cao điểm Tết khẳng định nỗ lực phục hồi của Bamboo Airways cũng như thể hiện sự tin tưởng của các đối tác vào sự tồn tại phát triển của hãng. Việc tăng thêm 2 tàu bay sắp tới giúp hãng tăng thêm 20% tải cung ứng trong dịp Tết dương lịch và âm lịch. Hãng cho biết sẽ tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Vietnam Airlines cũng thông báo tăng thêm hơn 100.000 chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay cho dịp cao điểm Tết âm lịch. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và hai địa phương này với Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc. Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa mới đây đã công bố báo cáo rủi ro tiêu dùng trong dịp lễ. Theo đó, Visa cảnh báo đối tượng xấu có khả năng sử dụng kỹ thuật tinh vi để khai thác thông tin người tiêu dùng trong dịp mua sắm cuối năm. Theo đó, các hành vi gian lận phổ biến sẽ diễn ra thường xuyên từ tháng 11 năm nay đến tháng 1 năm 2024 do sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử và chi tiêu trực tuyến trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ. Cụ thể, dữ liệu từ Visa ghi nhận các ngành thương mại chịu rủi ro hàng đầu. Một số hành vi gian lận phổ biến là đánh cắp thông tin kỹ thuật số hoặc dữ liệu thanh toán thông qua kênh nhà bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc qua các thiết bị đầu cuối như ATM và máy POS. Nhóm các đối tượng cũng có khả năng tạo ra trang web giả mạo cũng như sử dụng quảng cáo độc hại và các thủ thuật trong tối ưu công cụ tìm kiếm sale bất hợp pháp trên trang web bán lẻ hoặc dịch vụ để lôi kéo người dùng. Thậm chí Visa còn xác định nhiều hành vi bỏ qua mã OTP để giành quyền truy cập vào tài khoản của chủ thẻ. Trong một số trường hợp, đối tượng xấu cũng có thể đánh cắp thẻ thanh toán hay điện thoại từ những người tiêu dùng thiếu cảnh giác tại các cửa hàng bán lẻ đông đúc, trung tâm mua sắm hoặc bãi đậu xe.